MC xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Việt. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vậy là đúng như dự báo, năm 2023 được cho là một năm đầy tai ương vạ gió đã dồn dập tấn công Trung Quốc trong mấy ngày qua, khi dòng nước lũ như gào thét đánh sập vách núi và cây cầu như ngày tận thế. Miền Nam thì lũ lụt triền miên chưa thấy ngày ngớt thì lại miền Tây Bắc. Cơn bão quái vật cấp 15 quần đảo Trung Quốc một tuần nay vẫn chưa ngừng nghỉ. Các vùng ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng ra các vùng Tây Bắc của Trung Quốc, khiến các tỉnh Tam Túc, Thanh Hải đứng chịu hết thiệt hại lớn. Và sáng nay, tình trạng sạt lở núi tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội cùng nhiều ngôi nhà và chung cư. Chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng tham gia ứng phó. Theo nguồn tin chính thức từ Trung Quốc, chỉ sau 3 ngày mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất đã làm cho hơn 208 người tại nước này thiệt mạng. Một quan chức địa phương nói với hãng tin AP: "Chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể từ huyện Chư Phúc, tỉnh Cam Túc và hơn 60 thi thể ở Solo, Thanh Hải. Hiện nhiều quận huyện tại đây bị ngập trong nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano." Kinh hoàng nhất là trong sáng nay, một trận lũ quét kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc của tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng và một trường tiểu học ở đây, khiến cho 24 trẻ em bị cuốn trôi tang thương. Các nhân viên cứu hộ đã đưa được 11 thi thể trẻ em từ bùn đất trở về. Nhiều giờ sau, 13 trẻ em khác và một số giáo viên đã được giải cứu. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai Trung Quốc, ông Giao đánh giá rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do hiện nay nhiều gia đình báo có người thân mất tích chưa được tìm thấy. Huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa địa chất nhằm theo dõi 173 địa điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Theo ABC News, hơn 1.556 ngôi nhà tại các khu vực phía Tây Bắc Thanh Hải đã bị ngập lũ và bị hư hỏng nặng. 3 cây cầu treo cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục. Thị trấn Thanh Hải đã ghi nhận lượng mưa từ 170 đến 180 mm, đường xá bị hư hại, điện và thông tin liên lạc bị cắt đứt, hơn 2.500 người phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và dịch vụ tiện ích, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở các mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 17,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,54 triệu USD để cứu trợ. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc vẫn đang khẩn cấp thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và dùng hàng trăm máy bơm để hút nước ra khỏi khu dân cư, cũng như cơ sở hạ tầng đường ray, tàu hỏa, mặc cho đất liền đang hứng chịu thiên tai, mặc cho đất mùa đói kém triền miên. Tập Cận Bình bất chấp tất cả, ông ta vẫn không hề mảy may quan tâm đến sự thống khổ của người dân. Trung Quốc vẫn tăng cường ngày đêm đem quân đội tiến ra Biển Đông, chiếm cho bằng được quần đảo Trường Sa lớn của Việt Nam, bằng chứng là Bắc Kinh đã tập trận liên hoàn từ đầu tháng cho đến nay, ngay trên lãnh hải của Việt Nam chúng ta. Giới chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Trước đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng trước chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh ở phía tây của đất nước, với nhiều đô thị trong đó Thành Đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng trong sáng nay, cơ quan dự báo thời tiết cho biết mưa lớn ở tại Trung Quốc có thể kéo dài đến hết tháng 11 năm nay. Tân Hoa Xã ngày hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, Chu Học Văn nói rằng giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống lưu vực sông Dương Tử trong ngày hôm nay, do đó nhà chức trách Trung Quốc đang giữ ở mức cảnh báo cao độ. Thiên tai thảm họa là những dị tượng kỳ lạ được tiếp tục xảy ra tại đất nước Trung Quốc sau cơn cuồng phong của bão quái vật, bồi thêm mưa lớn và gió giật thủ đô Bắc Kinh, biểu tượng với sức mạnh, niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thần sấm thần sét ghé thăm. Nhưng sự viếng thăm lần này có vẻ như không được Đảng Cộng sản và người dân Trung Quốc chào đón, bởi thiên lôi chỉ đem lại bất hạnh và bi kịch cho người dân đại lục mà thôi. Sau đợt sét thứ nhất giáng xuống vào lúc 19:02 ngày trước đã làm cho hơn 100 người tại Bắc Kinh thiệt mạng, một lúc sau một trận sét thứ hai lại tiếp tục đánh xuống tháp truyền Trung Hương tại đây, làm cho nó sập hoàn toàn, làm bị thương hơn 64 người và 8 người chết khi đang làm việc tại đây, gây bàng hoàng cho dư luận. Tất cả các vụ thiệt mạng chỉ xảy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Ông Lão Chí Trung, một quan chức tại Cục Quản lý Phòng chống thiên tai Trung Quốc cho hay, chính quyền đang bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người thân qua đời do bị sét đánh. Thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm hiện trường, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả, thông báo rằng ông đã nhận được tin tức về thảm kịch tại thủ đô và cho biết các nhà chức trách đã ngay lập tức tham gia vào công tác cứu trợ. "Tôi xin gửi lời chia buồn đến các gia đình của những người đã mất mạng trong thảm họa lần này." Thủ tướng Trung Quốc nói thêm, một cư dân thủ đô chia sẻ đây là hai vụ sét đánh chết người kinh khủng nhất trong những năm gần đây. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân cảnh giác ở yên trong nhà, vì các nhà khí tượng dự báo thời tiết sẽ còn xấu hơn. Trung Quốc thường ghi nhận các ca tử vong do sét đánh vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm. Và năm 2021 cũng đã có hơn 2.200 người Trung Quốc đã bị sét đánh chết. Theo thống kê, số người Trung Quốc làm việc ngoài trời nhiều hơn các nước khác nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Và năm 2019, có khu vực miền Đông Trung Quốc đã từng ghi nhận có 3.203.621 vụ sét đánh chỉ trong vòng 13 giờ. Phần lớn các nạn nhân bị sét đánh tại Trung Quốc là nông nhân. Mưa gió buộc họ phải chạy ra đồng ruộng để bảo quản cây trái và thu hoạch càng sớm càng tốt. Trong khi đó, cũng có một số ngoại lệ khi sét đánh đã viếng thăm các quan chức và các cơ sở hạ tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong khi đó, Bắc Kinh vào ngày hôm qua, sau khi hứng chịu một cơn mưa dữ dội kèm theo gió lớn nổi lên và sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé tan bầu trời và đánh vào đỉnh cửa tháp truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tia sét đã khiến cho cả một vùng trời như rực sáng, lửa bắn tung tóe xung quanh vương vãi khắp nơi. Khách du lịch tại Bắc Kinh đã sợ đến nỗi phải la hét liên tục. Còn cư dân mạng Trung Quốc thì mô tả cảnh tượng giống như đang xem một bộ phim thảm họa. Sét đánh trúng vị trí trọng yếu, đây là một yếu tố đáng ngại cho nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sét càng đánh càng trúng chỗ hiểm, mục tiêu kế tiếp là Trung Nam Hải Trăng. Một số cư dân mạng của Twitter nhắc nhở rằng mỗi khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc gây thêm tội lỗi thì sẽ có dị tượng xuất hiện. Lần trước Bắc Kinh được tổ chức lễ hội công khai mưu đồ thi hành luật an ninh quốc gia trên bản Hồng Kông, hôm đó ban ngày cũng là ban đêm, khi công an Trung Quốc đã bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ như Lê Chí Anh, Chu Đình, thì tháp truyền hình Minh Châu, Phương Đông ở Thượng Hải cũng liền bị sét đánh ngay lập tức. Sau đó cư dân mạng còn nhấn mạnh rằng trời đất và con người còn có tương quan lẫn nhau, làm việc trái với đạo trời ắt sẽ phải gặp báo ứng. Như chúng ta đã biết, trong lịch sử mưa lũ của Trung Quốc hầu hết do yếu tố tự nhiên. Nhưng mới đây có một trận lũ nhân tạo với sức tàn phá không kém khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng. Đó chính là trận lũ trên sông Hoàng Hà đã nhấn chìm thành cổ Khai Phong của Trung Quốc. Theo đúng nghĩa đen, nước tràn vào trong tường thành và không thoát ra được, nhấn chìm hàng trăm nghìn người bên trong. Theo Taiwan News, trận lũ đã phá hủy nội thành của Khai Phong, chôn vùi người dân trong hàng mét phù sa và đất sét. Người ta tìm thấy nhiều thi thể chồng chất, bằng chứng cho thấy sự tàn khốc của trận lũ nhân tạo đã tạo ra sự hủy diệt như thế nào. Sông Hoàng Hà được mệnh danh là nỗi buồn của Trung Quốc vì nhiều lần đã gây ra lũ lụt tàn khốc. Tài liệu lịch sử cho thấy sông Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của nước này, đã gây ra lũ lụt hơn 1.000 đập vị trí trong vòng 2.000 năm qua, dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Thành cổ Khai Phong nằm ở bờ nam sông Hoàng Hà, trong khu vực thuộc tỉnh Hà Nam ngay trước nay. Trước đây, Khai Phong là một trong những thành phố lớn nhất thế giới và từng là kinh đô của một số triều đại Trung Quốc. Nơi đây cũng thường xuyên là nạn nhân của lũ sông Hoàng Hà. Trong vòng 3.000 năm qua, dòng sông này đã làm ngập Khai Phong khoảng 40 lần. Lũ thường xuyên để lại hàng mét phù sa trộn lẫn với các mảnh vỡ, tạo ra một lớp bùn đất dài 20 mét. Trong khi lũ lụt thường do thiên nhiên trực tiếp gây ra, trận lũ năm nay hoàn toàn do con người khi Khai Phong bị bao vây bởi người dân đi khiếu nại nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 6 tháng. Nhưng cho đến ngày hôm qua, lũ quá mạnh, tòa thành không thể cầm cự được nữa, Tập Cận Bình đã đưa ra một hành động quyết liệt và điều này vô tình khiến cho hàng ngàn người dân phải trả giá. Theo đó, một đội quân lớn đã phá đê dọc sông Hoàng Hà để cố tình làm ngập Khai Phong. Tập Cận Bình cũng đã ra lệnh xả lũ sông Hoàng Hà với hy vọng tiêu diệt sự nổi dậy của người dân trước sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cho vỡ đê. Nhưng thay vì tiêu diệt sự nổi dậy của người dân, nước lũ tấn công dữ dội thành cổ trũng thấp, nhấn chìm khu dân cư hoàn toàn không tiệc vụ chuẩn bị từ trước. Từ dân số 378.000 người giờ chỉ còn vài ngàn người sống sót. Theo nghiên cứu, tường thành Khai Phong đã sụp đổ, một phần khiến nước lũ tràn vào mà không thể thoát ra. Dòng nước lũ tràn vào Khai Phong bao gồm bùn và mảnh vỡ tạo ra hỗn độn chết người, khuếch đại đáng kể sức mạnh hủy diệt của lũ sông Hoàng Hà. Bằng chứng rùng rợn tại các công trình khảo cổ gần đây ở Khai Phong, các nhà khoa học khai quật được nhiều bằng chứng xác thực các trận lụt sông Hoàng Hà tại Khai Phong thủ. Nhóm nghiên cứu tìm thấy 1.500 thi thể đã chết trước hoặc trong trận lũ lụt vừa qua, hầu hết đều bị thối nát không nhận dạng được. Nhưng hài cốt còn lại dường như đã chết một cách đau đớn trong trận lụt vì bị tấn công bởi các mảnh vỡ và sau đó chôn vùi trong bùn đất từ dòng nước lũ. Theo nghiên cứu, có một người bị thân gỗ sơn đầu và một mảnh đất sét lớn được tìm thấy trong một người khác. Cũng tại Khai Phong phủ, trận lũ đã để lại lớp bùn đất dày khoảng 3 mét, chủ yếu là phù sa. Điều này cho thấy nước lũ cực kỳ đặc biệt và có sức tàn phá lớn, có thể là hậu quả của một cái chết dữ dội trong trận lụt. Trong đó có những người xác còn được tìm thấy trên giường gỗ, phát hiện rằng chứng cho thấy tường thành của Khai Phong đã bị trận lũ nhân tạo tan một phần. Vô tình khuếch đại sức tàn phá của lũ, tường thành được xây dựng để bảo vệ thành cổ trước quân xâm lược và lũ lụt. Vào năm 1841, một trận lũ sông Hoàng Hà đã làm ngập khu vực xung quanh Khai Phong, nhưng bằng chứng trầm tích cho thấy tường thành đã ngăn hết nước lũ. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, tường thành sụp đổ trước cơn lũ từ Hoàng Hà. Ngay sau khi sụp đổ, một phần tường thành dường như đã ngăn nước lũ thoát ra khỏi ngoài. Do đó, chúng ta vô tình khuếch đại sức tàn phá của trận lũ lụt sông Hoàng Hà. Cuối cùng, nước lũ thoát ra khỏi thành phố cổ ở phía đông nam, để lại một con kênh có thể nhìn thấy trong địa hình hiện đại của Khai Phong, khoảng 10 km về phía bắc. Sau khi đê vỡ, mực nước sông Hoàng Hà có thể giảm từ 10 đến 15 mét. Các nhà khoa học cũng tính toán rằng lưu vực đỉnh lũ là 360 mét khối trên giây hoặc 725 mét khối trên giây, tương ứng với mực nước giảm 10 hoặc 15 mét, với mực nước giảm ước tính từ 10 đến 15 mét. Lượng nước sông tràn ra ngoài là khoảng 32% hoặc 64% tổng lưu lượng sông. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ đáng kể lưu vực sông Hoàng Hà kết vào thành cổ gần như ngay lập tức sau khi đê vỡ. Giả sử chiều dài của đoạn đê vỡ là khoảng 20 mét, ước tính sơ bộ với vận tốc dòng chảy lưu lượng đỉnh lũ là 3,6 mét trên giây hoặc 5,9 mét trên giây. Đây là vận tốc dòng lũ trong tương đối so với một dòng trũng thấp, cho phép sông Hoàng Hà có thể quấn các vật thể có đường kính khoảng 1 mét với tốc độ dòng nước di chuyển nhanh, kèm theo các vật thể lớn. Lũ sông dễ dàng quấn trôi một phần tường của một cổng Khai Phong, đặc biệt là khi biến đổi khí hậu dự kiến làm gia tăng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu. Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng và làm tăng tần suất của các hiện tượng cực đoan, hồ sơ khảo cổ của các trận lũ đặc biệt như là trận lũ sông Hoàng Hà có thể đưa ra một lời nhắc nhở quan trọng rằng những sự kiện bất ngờ xảy ra trong quá khứ và hiện tại có khả năng sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai. Và trong trường hợp cực đoan, cơ sở hạ tầng được xây dựng để ngăn chặn thảm họa cũng có thể thất bại thảm hại.
mà trận lụt có chính phủ Trung Quốc cố tình gây ra. Trước đó, con sông Hoàng Hà cũng chứng kiến một trận lũ lụt thậm chí còn lớn hơn vào ngày 28 tháng 9 năm 1887. Người ta ước tính trận lũ đã giết chết từ 900.000 người đến 2 triệu người. Khoảng 2 triệu người mất nhà cửa, các vùng đất nông nghiệp và một số thị trấn nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được mệnh danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước của con sông Hoàng Hà được cho là đổ vỡ qua các con dê ở các con sông gần các thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hà Nam do vùng đồng bằng trũng thấp. Gần khu vực điều tiết lũ đơn rất dễ lan rộng ra rất nhanh các miền Bắc của Trung Quốc, bao gồm khoảng 130.000 km2, gây tắc nghẽn các khu đô định cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Sau trận lụt, 2 triệu người mất nhà cửa và các đại dịch liên tiếp xảy ra. Tiếp theo là thiếu các yếu tố rất cơ bản như thiết bị y tế, thuốc men, lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, do đó số người thiệt mạng tăng gấp nhiều lần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.